Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Người Sài Gòn TV 5 nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh chị khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 nha. Đây là thành phố Thủ Đức các bạn. Mình muốn đi qua quận 2 cũ ở đây là thành phố Thủ Đức đó, thì mình phải đi lên cái cầu Ca Mét nha. Từ hướng quận 4 mình đi lên cầu Ca Mét để mình vượt qua cái hầm chui, cái hầm sông Sài Gòn, cái hầm vượt sông Sài Gòn. Nay mình sẽ quay giới thiệu với quý vị các bạn coi cái hầm vượt sông Sài Gòn. Mình muốn đi qua cái hầm vượt sông Sài Gòn này mình phải bật đèn chiếu gần. Đây là mình dẫn vào cái đường hầm sông Sài Gòn. Ở phía bên tay trái của mình là một cái tuyến đường Phạm Văn Đồng. Ở đây rất là nhiều hoa kèn hồng nữa, nở rộ rất là đẹp luôn. Bên tay trái mình. Thì hầm vượt sông Sài Gòn mình có hai làn nha, và một cái hầm đôi, một cái bên đi hướng từ quận nhất qua, một cái bên từ quận 2 về. Đó có mình đi làn xe máy và hai làn xe hơi. Ở trong hầm thì có rất là nhiều cái quạt để nó thổi, nó lưu thông gió khí nha quý vị các bạn. Trong này thì hầm này là cấm cho xe vượt, rồi cấm bóp còi, cấm hai xe vượt nhau, cấm bóp còi, giới hạn tốc độ 30 km/h. Và bây giờ là mình đã đi ra khỏi cái miệng hầm, cái cửa hầm phía bên quận 2 thành phố Thủ Đức nha. Tại đây là mình sẽ chờ ở đây để rẽ trái vào đường Tố Hữu. Đường Tố Hữu và hai bên đường trồng rất là nhiều hoa càng hồng, rất là đẹp. Năm nay ở Sài Gòn nắng nóng nên càng hồng nở sớm, bình thường phải đầu tháng 3, nhưng mà bây giờ mới cuối tháng 1, đầu tháng 2 là càng hồng bắt đầu nó nở rộ và chuẩn bị tàn. Đó, như anh chị và các bạn thấy không, mới vừa bắt đầu cái con đường là đã thấy hai hàng cây càng hồng ở bên nữa. Nhìn hoa như sắc pháo luôn, nở rộ rất là đẹp luôn các bạn. Ở đây thì tầm khoảng 4-5 giờ chiều, khi mà trời Sài Gòn nó còn nắng sáng mà ánh sáng nó dịu lại thì mọi người chụp hình rất là đẹp luôn. Mọi người đến đây chụp hình rất là đẹp, chụp hình cưới rồi chụp hình lưu niệm gia đình đó. Hai bạn đang đứng chụp hoa. Bên đây thì rất là nhiều người đến chụp hình luôn ạ. Nghệ sĩ đi săn ảnh chứ gì. Hello anh. Rất nhiều nghệ sĩ đi săn ảnh luôn, chụp hình. Sẽ chọn một cái cây, một cây càng hồng nào mà có hoa nở rực đẹp nhất để lưu lại những cái kỷ niệm, những cái con đường càng hồng đẹp nhất ở Sài Gòn. Đây là khu đô thị Thủ Thiêm, hồi trước là khu quận 2, bây giờ là khu đô thị Thủ Thiêm của công ty Đại Quang Minh phát triển. Thì cái cung đường này tập trung những cái biệt thự, những cái nhà chung cư penthouse của giới siêu giàu, phải nói là mắc nhất ở Sài Gòn hiện nay luôn. Thì như quý vị và các bạn đã thấy, ở cái con đường này nó rộng nhưng mà xe máy ít, chủ yếu là xe hơi của các cư dân ở khu vực này đi lại thôi. Hầu như ít xe máy lắm. Đầu năm thì có mấy bạn người Miên bán vé số và ăn xin ở khắp thành phố luôn. lại là có rất là nhiều cái shop house hay là những căn nhà để bạn cho thuê. Vì ở đây khu dân cư ở ít lắm, các nhà đầu tư mua chủ yếu để cho thuê thôi, cho thuê nguyên căn. Ở nhà cho thuê. Rồi đây là cuối cùng đường Tố Hữu để rẽ về đường Trần Não rồi. Thì ở đây cũng là hết cái khu Càng Hồng rồi. Sẽ quay lại, mình sẽ quay lui bên góc bên kia để quay cụ thể về cái hoa Càng Hồng, cái cây Càng Hồng đẹp nhất khu đô thị Thủ Thiêm cho quý các bạn coi nhé. Tiện thể thì mình dạo một vòng cái khu đô thị Thủ Thiêm này để coi tình hình nhà cửa như thế nào quý vị các bạn nhé. Những căn shop house ở đây, một bên là shop house đang rất là trống trải và một bên là kênh rạch đưa thưa người dân ở. Đây phù hợp với việc mở những cái showroom để giới thiệu sản phẩm thôi quý vị. Còn bán hàng ở đây làm kho là chủ yếu. Mình thấy đây là đa số là các công ty bất động sản, văn phòng bất động sản tập trung. Khu này có tên gọi là khu Lake View 1. View hồ. Rồi đây là mình đang đi về hướng bên cầu Thủ Thiêm 1. Phía trước mặt quý anh chị và các bạn là các dãy chung cư Sun World, rồi Pitco, rồi bên kia là Landmark 81. Em trong này không có cái đường quẹo không em? Không có cái đường rẽ ra qua bên kia lại hả? Không biết hả? Anh vô anh thấy cái đường cục của ta. Đây là cái đường đi vào cái khu Lăng Anh, biệt thự Lăng Anh của con gái của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bây giờ mình xin lỗi với các bạn, phải đi ngược chiều chút xíu bởi vì nó đi lố qua, không có đường quẹo, có đường rẽ. Mình lên cầu để mình rẽ lại để mình giới thiệu luôn. Rồi hai bên cầu Thủ Thiêm thấy không, chung cư cao cấp. Chung cư ngập trời luôn. Ở phía dưới chân cầu thì đất trống cũng nhiều, đất trống làm biệt thự cũng nhiều mà chung cư cũng nhiều. Sài Gòn bây giờ quen dần với việc sống trên chung cư. chung cư này mới sơn lại, mới đổi màu. Sáng cuối tuần thì đưa quý vị các bạn đi tham quan một vòng ở cầu Thủ Thiêm và khu đô thị Thủ Thiêm quận 2. Gió mát quá. Này tầm 9 giờ mà trời nắng gắt. trái bên trái vào thì mình lên cầu Thủ Thiêm 2 là một cái cầu mới khánh thành hồi cuối năm ngoái như các bạn. Đi thẳng là về hầm Sài Gòn. Mình đang đi trên cái khu vực đường Tố Hữu, nơi có hai hàng cây càng hồng rất đẹp. Ở đây là bông càng hồng, bông rất là mịn, đẹp lắm. Nhiều bạn trẻ tới đây chụp hình lưu niệm. Từ quận 2 nhìn về quận Nhất. Rồi clip mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm subscribe kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.